Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và tối hôm nay là tối ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn người sẽ xem và người lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Lot 5. Này, Xiaomi Lot 5 Pro đấy ạ. Lot 5 này, Xiaomi Lot 5 đấy ạ. Xiaomi Lot 5. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB ạ. Mi Note 5 nhá. Này, Redmi Note 5. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con này thì nó là hai camera nhá. Một đèn flash, đây là vân tay nhá. Đấy, hình thức con này còn 90% các bạn nhá. Vỏ thì cũng phải phẩy đôi chút thôi nhá. Con Mi Note 5 Pro, Note 5 Mi Redmi Note 5 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, 2 triệu đồng ạ. Chỉ với 2 triệu đồng thôi, các bạn ở sở hữu cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Rất là rẻ Mi Note 5. Những bạn nào mà đã dùng sản phẩm Xiaomi này dùng các bạn dùng rất thích nhá, rất là bền ạ. Đấy. Mi các bạn dùng quá là bền luôn, châu bò nhá. Mà lại rất là dòng Mi Note 5 này quá là châu bò ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu đồng. Chỉ với 2 triệu thôi, các bạn được sở hữu cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Và hình thức mua hàng bên mình rất là hình thức. Một là các bạn liên hệ cho mình qua Zalo, nếu Zalo mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và hình thức mua hàng bên mình rất là hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Một là thẻ Viettel, hai là chuyển khoản. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và hôm nay ở clip ngày hôm nay thì mình cũng có là đôi lời khen đến với các bạn mua hàng online. Tại vì mình ở một clip ngày hôm nay thì mình không phải tâng bốc các bạn, nhưng mà nói thật với các bạn là các bạn mua hàng online là các bạn là một người quá là thông minh luôn. Thứ nhất là thông minh, mà thứ hai là các bạn mua hàng online lợi rất là nhiều. Tại biết mình nói tại sao lợi không? Mai mình sẽ làm riêng một chủ đề về bán hàng online, các bạn mua hàng online. Mình đây trực tiếp đến mình này, mình cũng mua hàng online chứ không phải các bạn đâu. Này, thứ nhất là mua hàng online thì hàng online thì người ta sẽ nói về chi tiết về máy, về cấu hình máy. Đấy, chi tiết máy, về cấu hình máy. Và các bạn ngồi ở nhà nắng nôi, các bạn ngồi ở nhà có người vác điện thoại tới nhà cho các bạn xem và lựa chọn. Đấy, rất là sướng, rất là ok nhá. Đấy, thứ nhất là như thế. Mà thứ hai có nghĩa là mua hàng online ấy, thì thứ hai là các bạn mua được rẻ hơn ở các tiệm. Ví dụ con Lot 5 bản 64GB này, các bạn ra tiệm kiểu gì phải mất 2 triệu rưỡi cơ. Các bạn mua trên mạng chỉ với 2 triệu thôi, rất là rẻ, rất là rẻ. Và các bạn được nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Tội gì các bạn phải ra tiệm mua đâu. Mình thấy rất là hay, rất là hợp lý nhá. Còn các bạn nào gần thì qua trực tiếp cửa hàng mình để mua cho nó nhanh thôi. Còn mình báo giá trên mạng như nào thì các bạn có ra qua giá cho mình vẫn ok như thế, như một, như nhau hết nhé. Đấy. Đấy, thứ nhất là mua hàng trên mạng bán online thì họ bán hàng online thì họ hay là cạnh tranh nhau. Thì các bạn là mua hàng online các bạn rất rẻ rất nhiều. Và các bạn mà ví dụ mà người bán hàng online người ta sẽ giới thiệu chip cấu hình nọ kia, thì các bạn có thể là rất là am hiểu về cấu hình bộ nhớ máy. Xong ví dụ mà cảm bên này thì shop mình là giá đắt, hoặc là các bạn sang shop khác bạn xem giá rẻ hơn thì các bạn có thể là mua cũng được mà. Tại vì mua hàng online thì các bạn rất nhiều, thứ nhất là rất nhiều lựa chọn, và thứ hai là các bạn mua hàng được rất rẻ. Mà chế độ bảo hành thì cũng như thế, mà các bạn ngồi tại nhà có máy ship, có người ship máy tận nơi, nắng nôi như thế này rất là thích, rất là sướng các bạn nhá. Đấy, mình có đôi lời khuyên khen tới các bạn là mua hàng online là một người rất, thứ nhất là thông minh, và thứ hai là am hiểu biết công nghệ, quá là thông minh luôn. Mà rất một người chi tiêu rất là hợp lý các bạn nhỉ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được sản phẩm là Samsung Z7 Prime ạ. Đây, Z7 Prime. Này, Z7 Prime ạ. Hôm nay thì mình về được ba Samsung Z7 Prime này ạ. Z7 Prime này là máy hàn một SIM. Z7 Prime đây là máy hàn một SIM các bạn nhỉ. Này, ba con này là bản một SIM. Đấy, ba con này là bản một SIM nhé. Đấy, và ba con Samsung Z7 Prime hàn một SIM này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 một con nhá, rất là rẻ. Đấy, con này thì nó là RAM 3GB, bạn dùng rất là tuyệt vời ạ.
màn hình là 5,5 inch, nhưng màn hình ngày xưa thì nó rất là to đấy. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ, các bạn mua sản phẩm Samsung J7 Prime, các bạn về tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời nhé. Samsung thì hỗ trợ là cái phông chữ rất là to, các bạn về mà các bạn mà nghe nhạc nào hoặc là xem phim hoặc là phông chữ to, thứ nhất là chữ to màn đẹp, mà thứ hai là cái pin của nó rất là bền nhé. Pin Samsung J7 Prime này pin rất là trâu bò, rất là bền nhé. Đấy, nhà mình hôm nay về ba con này màu đen, hình thức là máy đẹp là 90%, con này thì nó hơi phẩy phẩy tí mặt lưng thôi. Đấy, còn hai con này thì nó rất là đẹp ạ. À, hình thức là máy đẹp 90%. Ba con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 một con nhá. Samsung J7 Prime đi ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Prime này, các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhá. Pin thì rất là trâu bò. Mà thứ nhất là RAM 3GB bạn dùng rất là tuyệt vời nhá. Nói chung là với cái điện thoại mà RAM 3GB bạn dùng rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Tại sao các bạn cứ ngồi nghe online, các bạn cứ mình cứ giảng như thế này thì cấu hình chip cho các bạn sẽ nghe qua, các bạn sẽ hiểu nhé. Đấy, bảo sao là người mua hàng online họ rất là thông minh, họ rất là lựa chọn rất là đúng đắn á. Mình cũng mua hàng online đây, đâu là mình cũng rất là hiểu về mua hàng online. Đấy, lỗi thì mình đổi thôi, có cái gì đâu nhé. Samsung J7 Prime 1.500.000 một con. Đấy, màn hình là 5,5 inch, rất là bự, rất là to, mà chữ to số to, pin rất là bền nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Prime, các bạn liên lạc nhanh mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Oppo A3s, tiếp tục lại về con Oppo A3s đấy ạ. Đấy. A3s thì cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, màn hình là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền tay thỏ tay chuột đấy. Con này là tay thỏ tay chuột nhá. Đấy, A3s màn hình tay thỏ tay chuột ạ. RAM 2, pin là hơn 4000. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.700.000. Đấy, hình thức con máy còn 90% các bạn nhá. Máy còn 90%. Con Oppo A3s này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.700.000 đấy. Chỉ với 1.700.000 thôi, các bạn đã sở hữu màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột đây. Mình so với cái màn 6 inch với cái màn hình là 5,5 inch. Đây, màn hình 5,5 inch thì nó chỉ ngắn hơn một tí thôi. Đấy. 5,5 inch thì ngày xưa nó to các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, các bạn nhắn tin mình là sớm nhất nhá. Rất là rẻ. 1.700.000, hình thức là máy đẹp 90% cho các bạn nhá. Tặng cho ông bà bố mẹ người thân, pin châu bò nhé. Nói chung là những sản phẩm Samsung J7 Prime hoặc là Samsung Oppo Xiaomi này, các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Samsung J5 2016 ạ. Đây ạ, J5 2016, bạn nào mà thích sản phẩm các bạn. Con này là con A5 2016 nhá. Con A5 2016, mình xin lỗi các bạn nhá. Con A5 2016 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá, con này mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ. Đấy. 1.500.000 nhá. Con này là bản công ty 2 SIM nhá. Này. Con này là bản công ty 2 SIM, A5 2016 đấy ạ. Bản công ty 2 SIM. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Này, hình thức con máy con độ 85% các bạn nhá. Này. 85% ạ. Viền thì hơi phải một chút nhá, 1.500.000 đấy ạ. Rất là rẻ, A5 2016 đấy ạ. Con này ngày trước cũng là siêu phẩm, cũng 90 triệu đây. Bây giờ chỉ có 7 triệu rưỡi thôi, rất là rẻ nhá. Cho anh em lựa chọn nhá. Và tiếp theo là sản phẩm Samsung A10s đấy ạ. Này, con này Samsung A10s. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đấy, con A10s đấy ạ. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này cũng là hơn 6 inch. Đấy, hơn 6 inch, tràn viền này. Tai thỏ, tai chuột, tai trâu, tai beo. Đấy. Con này thì nó là gì nhỉ? Pin thì là hơn 4000. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000 sản phẩm Samsung A10s đấy ạ. A10s là 2.200.000. Cấu hình là RAM 2, bộ nhớ là 32GB. Đấy, hai camera A10s thì dùng con này hình thức đẹp trên 90%. Đấy, màn hình là hơn 6 inch này. Tràn viền tai thỏ tai chuột rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10s thì các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất nhá. 2.200.000, rất là rẻ cho bạn lựa chọn nha. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về là con tiếp tục con Oppo A5s ấy. A5s thì con này là đẹp, máy đẹp trên 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.300.000 nhé. 2.300.000 sản phẩm A5s ấy. Oppo A5s nhé. A5s thì pin cũng ở hơn 4000. Màn hình cũng là tràn viền, tai thỏ, tai trâu, tai bò. Đấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB.
Đấy, máy đẹp là trên 90%, máy màu xanh dương. Xanh xanh tím tím này, nghiêng nghiêng cũng tím tím này. Kim tuyến rất là đẹp ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này các bạn đi hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì sẽ báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình thì các bạn thể nhanh tay nhấc điện thoại lên và liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại như mình nhá. Đấy. Giá mình sẽ báo tất cho các bạn nhá. Các bạn thấy cảm thấy giá bên mình là hợp lý, các bạn nhấc máy lên điện trực tiếp qua hai số hotline nhà mình đấy nhá. Đấy. Những sản phẩm này các bạn mua về chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Đây ạ. Hai con Samsung nhá. Con Z2 Bright con này là 900k nhá. Z2 Bright 900k, các bạn cũng không lạ lầm gì con này nữa. Đấy, 900k Samsung Z2 Bright nhá, rất là rẻ nhá. Đấy, các bạn mua về coi như là vịt quay, ném trâu, ném bò rất là ok nhá. 900k nhá. Đấy, ném trâu, ném bò, ném lợn, ném gà ok nhá. 900k đấy ạ. Và con này thì là con này là One 7 thì con này thì là 1 triệu đồng nhá. Đấy, màn hình là 5.5 inch, 1 triệu đồng One 7 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung One 7 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Galaxy One 7 đấy ạ. Đấy, 1 triệu đồng rất là rẻ nhá. Hình thức còn 90% nhá. Đấy, rất là rẻ cho anh em ném trâu ném bò. Đấy. Đấy, tặng cho các em nhỏ học sinh rất ok nhá. Đấy, điện thoại rất là rẻ. Đấy, các bạn mua hàng online cứ bảo, nhiều người cứ bảo mà mua hàng online là ngu mới nọ kia, kiểu là thật với các bạn, mua hàng online là một là người lựa chọn, là người tiêu dùng quá là thông minh luôn. Đấy, các bạn lên cứ xem thôi, các bạn đi xem hết shop của mình này sang shop khác này, các bạn ưng con này thì các bạn đặt cọc, bạn mua thôi, về hàng về tay bạn, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, mua hàng thôi. Đấy, rất là sướng nhá, rất là ok. Mà các bạn nắng nôi thì các bạn chỉ ngồi nhà, có người ship máy đến cho các bạn. Đấy, rất là sướng ạ. Và con này là con Samsung, con này là Samsung à gì nhỉ? Sorry các bạn. Con này là iPhone 6S Plus. 6S Plus con này thì là bản mất vân tay nhá. Đấy, 6S Plus con này là bản mất vân tay ạ. Đây, 6S Plus này. Đấy. 6S Plus Mỹ LLA bản 16GB mất vân tay. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là pin còn bao nhiêu phần trăm? 2.500.000 nhá. Đấy, 6S Plus này. Này, pin 90%. Pin con này còn tình trạng còn 90% nhá. 6S Plus con này là bản gì nhỉ? LLA 16GB, mất chính tình trạng mình mất bốn vân tay thôi. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000. Đây ạ, 2.500.000 6S Plus nhá. Hình thức là vỏ là trên 90% nhá. Hình thức là ngoại hình là máy đẹp trên 90% đấy ạ. Đấy. Mà giá cực kỳ là rẻ. 6S Plus 16GB mất vân tay 2.500.000. Đấy, rẻ bằng ngang con iPhone 6 nhá. Đấy, rất là rẻ 6S Plus đấy ạ. Đấy. Sang năm con này chắc chỉ còn hơn triệu thôi. Rất là rẻ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Nokia 5. Nokia 5 này các bạn cũng không lạ lẫm gì nói nữa rồi. Nokia 5 này rất nồi đồng cùi đá, các bạn chỉ đập máy bị hỏng thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 1.200.000 nhá. 1.200.000 sản phẩm Nokia 5 đấy ạ. Nói chung là tha hồ đập máy nhá, vỏ nhôm thì các bạn tha hồ đập nhá. Nokia 5 1.200.000 rất là rẻ nhá. Đấy, Nokia 5 đấy ạ. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, con này thì Android rất là mới ạ. Đây, Android 9 ấy sao ạ. 2 SIM 2 sóng. Nokia 5 2 SIM 2 sóng đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Nokia 5 này các bạn, nồi đồng cùi đá này các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 1.200.000. Ôi mình buồn ngủ quá rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn xem ưng sản phẩm nào các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Hoặc là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua bán và giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tối ngày mai nhá. Buồn ngủ quá.